Chúng ta của 8 năm sau, Tùng lên giường cùng anh Thu. Vậy là cuối cùng điều cay đắng cũng đã đến với cô giáo Nguyệt. Cánh đàn ông chúng tôi hay có câu tin bạn thì mất vợ, nhưng nó cũng đúng với chiều ngược lại với chị em, tin bạn thì mất chồng. Cô giáo Nguyệt đã vẽ đường cho Hiếu chạy, mà tôi nói thật, mỡ dâng trước mồm mèo thằng nào chả chén. Huống hồ gì trước đây anh Thu khi còn một sinh viên thực tập thì Tùng đã chén lia lịa rồi, giờ đây gặp lại sau 8 năm chả thèm lem lẻm vào. Và thêm một lần nữa, trước những màn cả da sát thịt gợi đòn, Tùng đã không thể đủ bản lĩnh để rồi sẩy chân lên giường cùng cô ả tiểu tam anh Thu. Cô ả anh Thu quả thật là cao tay. Năm xưa thừa biết Tùng không chỉ sửa ống nước giỏi mà sửa điều hòa cũng hay, nên cô ả còn giả bộ hỏi Nguyệt rồi sau đó lại giả vờ từ chối khéo. Nhưng thừa biết là anh Tùng sẽ lên, để rồi cô ả đúng chất là một con điếm rẻ tiền khi diện cái áo mỏng tang, cái quần dài tới bẹt, rồi còn kéo sạch cái áo xuống cho một ít nước ướt át vào. Thế thì ai chịu nổi khi thấy Tùng giờ đây không còn một tay nhân viên quèn như ngày xưa, mà đã trở nên phong độ giàu có, nhà đẹp xe sang, lại còn làm bất động sản. Cô ả không chỉ dừng lại ở một ý định làm trà xanh người tình để giải khát cơn dục vọng, mà ả ta còn định làm tiểu tam leo lên chính thất. Vậy là man thợ sửa ống nước và cô chủ nhà kia chỉ là một màn dựng. Vậy là man thợ sửa ống nước và cô chủ nhà may mắn kia chỉ là một màn dạo đầu khơi gợi cho Tùng nhớ về những cảm giác mơn man năm xưa mà thôi. Bắt đầu là những tháng ngày sau đó, anh Thu không chỉ chiều chuộng bé Cam hơn mà còn rất thân thiết với Nguyệt. Để rồi Nguyệt lại ngây ngô thường xuyên bảo Tùng lên giúp đỡ anh Thu. Trong một hôm Nguyệt vắng nhà, Tùng mới làm ba xô rượu tiếp khách về thì lại nghe Nguyệt điện bảo anh lên xem giúp anh Thu xem điện đóm thế nào. Tùng lại vác súng ống bước lên, để rồi nhà tối om, ả ta đã ôm chầm lấy Tùng, vẫn với kiểu gợi đòn như hôm trước. Và lần này sẵn có tí vitamin hung hăng, vị ba kích trong người, lại đúng lúc Nguyệt vắng nhà, để rồi Tùng đã ửm ả và lên giường cùng ả ta, định bụng làm nháy rồi về gấp, nhưng lỡ đà men say làm luôn mấy nháy. Vậy là chính thức từ đây Nguyệt đã mất chồng. Bởi mục đích của con tiểu tam này, bởi mục đích của con tiểu tam này đâu chỉ là chiếm phần xác của Tùng, mà còn muốn chính thức thay tên đổi họ trong cuốn bìa đỏ của nhà Nguyệt. Khi mà Tùng đã sa chân vào lưới tình, lỡ một lần thì cái đám trà xanh trà thiêu này sẽ bám riết đừng hòng rút ra được. Ả ta không chỉ gạ tình gợi đòn Tùng liên tục, mà còn âm mưu để cho hôn nhân Tùng Nguyệt tan vỡ để mình có thể chen chân vào thế chỗ của Nguyệt.